Trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore. Phát biểu tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng cao của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam và đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên của khu vực. Phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm 2022, trao đổi, đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, và đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên trong khu vực. Với chính sách ổn định, nền kinh tế năng động với những nỗ lực cải cách, lực lượng lao động dồi dào và có trình độ ngày càng cao, thị trường hấp dẫn, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra các cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự thành công của Singapore đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Singapore hiện đang giữ vững vị trí dẫn đầu trong ASEAN và đứng thứ hai trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 70 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, trong 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn lên đến 6,46 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23,3% tổng FDI vào Việt Nam trong năm. Đặc biệt, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship là hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 khu công nghiệp Việt Nam Singapore trên 9 tỉnh thành phố, thu hút số vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động. Và năm 2023, dự kiến sẽ có tổng cộng 15 khu tại Việt Nam, hướng tới các khu công nghiệp Việt Nam Singapore thế hệ mới, thông minh hơn, bền vững hơn. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc chính phủ hai nước chứng kiến lễ trao các quyết định, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, địa phương hai nước, đặc biệt là quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Liên quan đến những vấn đề như mức chiết khấu, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu được các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều ý kiến. Ngay từ khi thị trường xăng dầu có nhiều biến động kể từ tháng 9 năm 2022, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đều cho rằng các quy định hiện hành tại Nghị định 83 và Nghị định 95 không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, các loại thuế phí chưa được điều chỉnh kịp theo những biến động của thị trường. Chính điều này đã gây khó cho họ. Thì thực ra rất là khó khăn trong cái vấn đề nguồn. Cái thứ hai là về chiết khấu cùng chi phí. Trong khi đó, thực ra là công ty xăng dầu cung một giao cho mình là cái giá chiết khấu bằng không tại kho Đức Giang. Thế mà từ Đức Giang mà lên Yên Bái thì cái nó là đường nó gọi là đường cao tốc, thì là lên đi Yên Bái đã là 450 đồng, mà trong khi đó là lên tới đại lý hoặc là đến các mỏ khoảng tầm 750 đồng. Các chuyên gia cho rằng trong thời gian qua, thực chất của vấn đề chiết khấu là vấn đề chi phí ở trong công thức giá. Nhiều chi phí 6 tháng hoặc 3 tháng mới thay đổi một lần, do đó cần phải sửa đổi tần suất tính chi phí để đưa vào công thức để đảm bảo tính đúng và đủ. Thứ hai là nó cũng phải tính đến các quyền lợi của những khâu lưu thông, trong đó có khâu bán lẻ. Cái phần mà chúng tôi góp ý là thứ nhất là trong cái công thức giá thì cần phải tính toán đủ cho những cái lượng hàng mà nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tồn trữ, tức là tồn trữ đủ 20 ngày lưu thông, thì những cái hàng tồn kho 20 ngày lưu thông đó phải vẫn tiếp tục được tính giá ở trong cái giai đoạn mà điều chỉnh giá. Có nghĩa rằng là thay bằng cái việc chúng ta chỉ tính giá quốc tế 10 ngày thì chúng ta vẫn cứ phải giãn ra cho nó đủ 20 ngày ở mỗi lần điều chỉnh giá. Cái thứ hai nữa là những chi phí do cái tính biến động của thị trường nó rất nhanh, vì vậy là cái chi phí đấy nó cũng phải cập nhật rất là kịp thời. Hiện Bộ Công Thương vẫn để hai phương án điều hành giá, một phương án quy định về giá chiết khấu cho hệ thống bán lẻ, phương án thứ hai là không quy định mức chiết khấu này đối với giá bán lẻ. Bộ này đang lựa chọn phương án thứ hai với lập luận tôn trọng quy luật thị trường, nhưng theo các chuyên gia, căn cứ này không phù hợp. Nếu mà nhà nước can thiệp trực tiếp vào cái định giá xăng dầu thì phải can thiệp cái giá chiết khấu tối thiểu cho bán lẻ. Có nghĩa là các doanh nghiệp bán lẻ phải được hưởng một cái phần chi phí hoạt động của mình, lợi nhuận chấp nhận được trong cái giá này.
Còn ngược lại thì nếu mà nhà nước thả nổi, nhà nước cho doanh nghiệp định giá xăng dầu thì đấy cũng một giải pháp, thì có thể không cần ấn định. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay cái cách thức can thiệp chỉ mới can thiệp đến doanh nghiệp phân phối thả nổi doanh nghiệp phân phối mà điều đấy tạo ra những bất lợi cho doanh nghiệp bán lẻ. Hiện nay bản thân trong quy định về xăng dầu có những yếu tố phi thị trường và can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sửa đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu thời gian tới nên đi theo hướng thị trường hơn, minh bạch hơn. Sau khi có ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và đề xuất phương án lựa chọn phù hợp nhất, trình chính phủ xem xét quyết định. Sau khi Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm chuyển thông tin tố giác của người dân về việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB bị hô biến thành hợp đồng bảo hiểm sang cơ quan điều tra, Manulife đã ra thông cáo liên quan đến sự việc. Manulife Việt Nam ghi nhận tình hình liên quan đến việc một số khách hàng không hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tên thương mại Tâm An Đầu tư của Manulife Việt Nam được phân phối thông qua đối tác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB nên đã yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm trước hạn. Thông cáo mới đây của Manulife cho biết, trước đó Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết họ đã chuyển đơn tố giác của người dân liên quan đến việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng SCB sang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an theo thẩm quyền. Sự việc bắt nguồn từ khi một số người dân gửi đơn tố giác lên Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm. Theo phản ánh, một số khách hàng đi gửi tiết kiệm tại SCB bị tư vấn viên chuyển sang mua gói bảo hiểm Tâm An Đầu tư của Manulife. Sau khi đòi lại tiền gửi tiết kiệm, họ chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trong thông cáo, Manulife bày tỏ cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết với công ty Manulife Việt Nam. Trước đó, theo phản ánh, nhiều người dân cho biết việc gửi tiết kiệm đã bị nhân viên bảo hiểm tư vấn lập lờ thông tin. Theo đó, tư vấn viên của ngân hàng SCB và Manulife làm sai quy trình tư vấn cho khách hàng. Nhiều khách hàng được nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng SCB tư vấn bảo hiểm. Sau đó, người đứng tên ký hợp đồng lại là nhân viên bảo hiểm khác mà trước đó khách hàng không hề biết. Hồi tháng 10 năm 2022, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng người dân gửi tiền tiết kiệm bị biến thành bảo hiểm nhân thọ, Manulife đã hủy hợp đồng, trả lại tiền cho một số người dân. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý. Giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai 11 tháng 2 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 310 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 400 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa được dự báo giảm 840 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.300 đồng một lít, dầu ma rút giảm 390 đồng một kg. Nếu cơ quan điều hành không trích lập đồng thời chi quỹ bình ổn, giá xăng sẽ có thể giảm nhẹ hơn. Trường hợp dự báo trên chính xác, giá xăng sẽ có lần giảm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo Bộ Tài chính, việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trình chính phủ, Quốc hội còn gặp nhiều vướng mắc do một số bộ ngành địa phương gửi Bộ Tài chính báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định. Số liệu thay đổi nhiều lần, gây khó khăn cho Bộ Tài chính. Từ thực trạng trên, Bộ Tài chính đề xuất, đối với quyết toán ngân sách địa phương, tại mỗi cấp ngân sách, Hội đồng Nhân dân họp để xem xét, phê duyệt quyết toán của ngân sách cấp tương ứng. Không phê duyệt lại quyết toán ngân sách cấp dưới đã được Hội đồng Nhân dân cấp dưới phê duyệt. Đối với ngân sách trung ương, Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách trung ương, không phê duyệt lại quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng Nhân dân các cấp phê duyệt. Bộ Tài chính không thẩm định quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, danh mục được bổ sung gồm 4 đồ án: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp sạch Sóc Sơn thuộc các xã Minh Trí, Tân Dân, huyện Sóc Sơn, quy mô 302,8 ha; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đông Anh thuộc các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, quy mô 300 ha. Ngoài ra còn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Bắc Thường Tín thuộc các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở, Văn Phú, huyện Thường Tín, quy mô 112 ha; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phụng Hiệp thuộc các xã Tô Hiệu, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến, huyện Thường Tín, quy mô 174,8 ha. Thời gian lập quy hoạch dự kiến kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025.
Nếu như năm 2022, nhiều người muốn mua xe Hyundai Santa Fe và nhận xe sớm hơn phải chấp nhận tình trạng bia kèm lạc với mức chênh lệch 70-90 triệu đồng một xe, thì ở thời điểm hiện tại, khách hàng còn được giảm tới cả 100 triệu đồng khi mua dòng xe này. Tại một số đại lý Hyundai ở Hà Nội, khách hàng mua xe Hyundai Santa Fe trong tháng 2 năm 2023 sẽ được giảm 100-120 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Ngoại trừ phiên bản dầu cao cấp được giảm nhiều nhất lên tới 135 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 1 tỷ 240 triệu đồng. Ngoài ra, tùy đại lý và khu vực, khách hàng mua xe Santa Fe ngoài phần giảm giá xe còn được tặng kèm một số phụ kiện. Thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay không tìm thấy động lực tăng khi thanh khoản tụt giảm mạnh, khiến hai chỉ số chính là VN Index và HNX Index có sức giảm khá mạnh khi kết thúc phiên. Dù hôm nay, khối ngoại đã trở lại mua ròng sau phiên bán ròng hôm qua, tuy nhiên, sức mua ròng này là khá thấp và không có nhiều sức mạnh để nâng đỡ thị trường chung. Sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu, trong rổ VN30 có 20 mã giảm giá và chỉ có 6 mã tăng giá. Tại nhóm ngân hàng, chỉ còn VCB và LPB tăng giá, BAB và VAB may mắn đứng ở tham chiếu. Tất cả 23 cổ phiếu ngân hàng còn lại ở chiều giảm giá. Chốt phiên giao dịch, VN Index giảm 8,73 điểm xuống 1.055,3 điểm. HNX Index cũng giảm 2,41 điểm xuống 208,5 điểm. Upcom Index tăng nhẹ 0,09 điểm lên 77,34 điểm. Ngày 9 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Giám sát Cơ quan Sáng kiến Chiến lược, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã dần vượt qua những cú sốc và dự kiến sẽ có một số tăng trưởng kinh tế vào năm 2023. Theo Tổng thống Vladimir Putin, bất chấp những gì mà ông gọi là âm mưu phá hoại một số ngành kinh tế của Nga, nền kinh tế Nga đã đối mặt với những mối đe dọa một cách thành công. Tuy không đưa ra các con số cụ thể về tăng trưởng kinh tế, nhưng Tổng thống Nga nói rằng Nga không chỉ vượt qua cú sốc mà còn dự kiến có tăng trưởng nhẹ trong năm nay. Tôi nghĩ rằng đối với một số quốc gia trong số các quốc gia đã và đang cố gắng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế và các ngành cụ thể của chúng tôi, họ không nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua. Hệ thống tài chính vẫn đang hoạt động, tất cả các ngành sản xuất vẫn đang hoạt động, tất cả các dịch vụ, chúng vẫn hoạt động ổn định mà không gặp sự cố. Nga không chỉ vượt qua tốt những cú sốc, mà thậm chí còn có một chút tăng trưởng. Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc họp rằng một số thương hiệu nước ngoài rời khỏi thị trường Nga đã và đang phải chịu tổn thất nặng nề. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nga đã trụ vững và phát triển thành công. Tổng thống Nga đã chỉ đạo cơ quan sáng kiến chiến lược xây dựng một hệ thống lựa chọn và quảng bá các thương hiệu nội địa có triển vọng, đồng thời kêu gọi cùng nỗ lực tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm sản xuất tại Nga không chỉ thành công ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt chống Nga. Một số nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga, nhiều thương hiệu rời khỏi nước này, nhưng nền kinh tế Nga nói chung cũng như thị trường nội địa của nước này vẫn hoạt động bình ổn. Thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc vốn không hoạt động trong 3 năm qua đã nhanh chóng phục hồi khi nước này hạ cấp quản lý COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới. Tại Trung Quốc, các đại lý và công ty du lịch trực tuyến bắt đầu cung cấp các chuyến bay cũng như gói khách sạn cho khách du lịch bắt đầu từ thứ Hai ngày 6 tháng 2 khi Trung Quốc nối lại các tour du lịch nước ngoài. Tổng cộng có 20 quốc gia nằm trong số những quốc gia đầu tiên nhận được các chuyến bay du lịch theo nhóm của Trung Quốc. Theo dữ liệu tìm kiếm do một nền tảng du lịch công bố, lượng đặt trước cho các gói du lịch nước ngoài theo nhóm, bao gồm các chuyến bay và khách sạn một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tăng hơn 3 lần so với trong kỳ nghỉ. Điểm đến phổ biến nhất là Thái Lan, tiếp theo là Maldives, Ai Cập, New Zealand và Indonesia. Chúng tôi muốn đi du lịch đến các nước châu Âu và Mỹ. Hiện tại, đây mới chỉ là ý tưởng, nhưng khi có cơ hội, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, các đoàn du lịch đã bắt đầu hành trình sang Lào. Các đơn đặt trước đi du lịch nước ngoài của khách du lịch Côn Minh đã tăng 1.597% so với cùng kỳ năm ngoái trong kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân. Thành phố Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng chứng kiến làn sóng lên kế hoạch cho chuyến đi từ khách du lịch và lượng tìm kiếm trực tuyến về các địa điểm đến nước ngoài tăng đột biến. Một công ty du lịch ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã nhận thấy số lượng cuộc gọi điện thoại tư vấn các tour du lịch nước ngoài tăng vọt, trong đó Thái Lan là điểm đến phổ biến nhất. Ở thời điểm đà tăng lạm phát đang chậm lại, giá cả thực phẩm nói riêng vẫn là một vấn đề gây đau đầu đối với nhiều hộ gia đình Canada, và điều này đang khiến sức mua bị ảnh hưởng đáng kể. Sau khi tăng lên mức đỉnh, đạt 8,1% vào mùa hè năm 2022, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây.
Vào tháng 12 năm 2022, tỷ lệ lạm phát hàng năm được ghi nhận là 6,3%. Tuy con số này vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Canada, song xu hướng các tháng gần đây cho thấy mức độ lạm phát đang có chiều hướng giảm. Ở thời điểm đà tăng lạm phát đang chậm lại, giá cả thực phẩm nói riêng vẫn là một vấn đề gây đau đầu đối với nhiều hộ gia đình Canada. Trong tháng 12 năm 2022, giá mặt hàng tạp hóa cao hơn 11% so với một năm trước đó. Theo đánh giá của giới chuyên gia Canada, mức tiền lương có tăng, song không theo kịp tốc độ lạm phát. Các gia đình có trẻ em chịu tác động nhiều nhất do lạm phát, vì phần lớn ngân sách dành cho thực phẩm và nhiên liệu, hai loại hàng hóa có giá cả tăng mạnh. Việc tăng giá cũng sẽ gây khó khăn cho các hộ gia đình có mức thu nhập thấp, vì họ tiết kiệm ít hơn so với các hộ gia đình có thu nhập cao hơn. Dữ liệu của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy, mức tiết kiệm trung bình của hộ gia đình đã giảm trên tất cả các nhóm thu nhập. Thế nhưng, xu hướng đáng báo động hơn đối với các hộ gia đình ở nhóm 40% thu nhập thấp nhất, vì họ có xu hướng chi tiêu nhiều hơn thu nhập thực tế. Tuy nhiên, cũng có nhiều dấu hiệu khả quan đối với nền kinh tế Canada. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục chậm lại trong năm 2023. Ngân hàng Trung ương Canada dự báo, tỷ lệ lạm phát sẽ đạt 3% vào giữa năm 2023, sau đó sẽ giảm xuống 2% vào năm 2024. Để giải quyết tình trạng mất điện thường xuyên tại Ukraine, một nhà máy điện piston khí tự nhiên quy mô nhỏ đầu tiên đã đi vào hoạt động. Nhà máy này có thể cung cấp điện cho lò hơi trung tâm của thành phố, đảm bảo sưởi ấm cho 70% cư dân. Đây là bước đầu trong kế hoạch chủ động nguồn cung cấp điện bằng mạng lưới nhà máy tương tự. Là một nhà máy điện nhỏ, nhà máy không dùng dầu diesel nên không tốn tiền và có thể phát điện suốt ngày đêm, giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong thành phố. Công suất của nhà máy điện hiện tại cung cấp đủ điện cho lò hơi, 3 trường tiểu học, trung học, một trường mẫu giáo và một số tòa trụ sở ở thành phố. Công suất của nhà máy là 1 MW. Trước đây, mỗi khi thành phố thiếu điện và khi các cơ sở hạ tầng quan trọng không hoạt động, chúng tôi cần 10 máy phát điện chạy để duy trì hoạt động cơ bản. Với nhà máy điện khí đốt tự nhiên nhỏ này, chúng tôi không cần các máy phát điện khác. Sau khi đảm bảo vận hành các công trình trọng điểm, lượng điện còn lại có thể cung cấp cho người dân thành phố. Được áo hỗ trợ đầu tư xây dựng, nhà máy điện này là một trong những lô nhà máy điện nhỏ đầu tiên được xây dựng ở Ukraine. Với quy mô nhỏ hơn, nhà máy ít có khả năng bị phát hiện và tấn công hơn, đồng thời dễ dàng sửa chữa nếu có bị tấn công. Nói một cách đơn giản, đây là động cơ piston khí. Khí tự nhiên được đưa vào động cơ đốt trong để đốt cháy, sau đó động cơ này chạy máy phát điện để tạo ra điện. Ukraine có kế hoạch mở một nhà máy điện nhỏ tương tự ở một số tỉnh khác, và trong tương lai sẽ có gần 100 nhà máy điện kiểu như thế này. Khi giá xăng tăng cao, xe điện ngày càng trở nên phổ biến. Theo dữ liệu do Bộ Vận tải Đường bộ và Cao tốc Ấn Độ công bố mới đây, trong tài khóa vừa qua, nước này đã ghi nhận doanh số xe điện tăng mạnh. Doanh số bán xe điện ô tô và xe điện thể thao đa dụng tại Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022 đã tăng hơn 3 lần so với tài khóa 2019-2020, đạt 19.000 xe. Trong khi đó, doanh số bán xe điện 3 bánh tăng gần 11 lần, lên 178.000 xe và doanh số bán xe điện 2 bánh tăng hơn 9 lần, lên 231.000 xe. Trong những năm qua, chính phủ Ấn Độ đã tích cực áp dụng một số biện pháp nhằm tăng doanh số bán xe điện, trong đó có gói hỗ trợ ngân sách 5 năm trị giá 100 tỷ rupee, gần 1,2 tỷ đô la Mỹ. Chính quyền liên bang cũng thông qua khoản đầu tư hơn 180 tỷ rupee vào công nghệ pin điện nhằm phục vụ việc sản xuất xe điện. Hiện xe ô tô điện chỉ chiếm 1% trong số 3 triệu ô tô được bán ra mỗi năm. Ấn Độ muốn tăng tỷ lệ này lên 30% vào năm 2030 và đã đưa ra một loạt chính sách để đạt được điều đó, bao gồm giảm thuế cho người tiêu dùng. Công cụ trò chuyện ChatGPT do công ty OpenAI phát triển có khả năng đưa ra phản hồi giống như con người, trả lời dựa theo yêu cầu của người dùng. Sự xuất hiện của ChatGPT đã thúc đẩy làn sóng đầu cơ trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, làm tăng sức hút của các công ty AI. Chính vì vậy, mới đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến ChatGPT. Đồng thời, các công ty trí tuệ nhân tạo AI của nước này cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần sáng suốt trong bối cảnh giá cổ phiếu của họ tăng cao. Trong một bài viết đăng trên trang nhất, báo The Security Times nêu rõ một vài khái niệm công nghệ đã thúc đẩy việc mua cổ phiếu ở Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc phát triển các công cụ giống như ChatGPT cũng cảnh báo về những rủi ro sau khi giá cổ phiếu của họ tăng mạnh. Trong bối cảnh, ngày càng nhiều người quan tâm tới công nghệ AI tạo sinh, có thể tạo ra dữ liệu và nội dung truyền thông mới như văn bản và hình ảnh.
Được biết, các sản phẩm và dịch vụ của công ty tương tự ChatGPT vẫn chưa thể tạo ra doanh thu và họ không có mối quan hệ nào với OpenAI, công ty đã phát triển ChatGPT. Thêm vào đó, các công nghệ liên quan đến ChatGPT vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và chỉ được sử dụng nội bộ như một công cụ về năng suất. Trong bối cảnh còn chưa chắc chắn về việc khi nào các công ty có thể tung ra thị trường những sản phẩm tương tự ChatGPT và về hiệu quả của những sản phẩm này, các nhà đầu tư cần chú ý tới những rủi ro trong giao dịch thị trường, đưa ra quyết định sáng suốt và đầu tư thận trọng. Trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Singapore. Phát biểu tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp đã bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng cao của Việt Nam, mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam và đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên của khu vực. Phát biểu tại diễn đàn, các đại biểu bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng cao của Việt Nam trong năm 2022, trao đổi, đề xuất và khởi tạo những ý tưởng mới, mong muốn tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, và đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên trong khu vực. Với chính sách ổn định, nền kinh tế năng động, với những nỗ lực cải cách, lực lượng lao động dồi dào và có trình độ ngày càng cao, thị trường hấp dẫn, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra các cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, sự thành công của Singapore đã góp phần truyền cảm hứng, tạo động lực cho Việt Nam trong quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Singapore hiện đang giữ vững vị trí dẫn đầu trong ASEAN và đứng thứ hai trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với hơn 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 70 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, trong 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn lên đến 6,46 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23,3% tổng FDI vào Việt Nam trong năm. Đặc biệt, các khu công nghiệp Việt Nam Singapore V-Ship là hình mẫu thành công trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 12 khu công nghiệp Việt Nam Singapore trên 9 tỉnh thành phố, thu hút số vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho gần 300.000 lao động. Và năm 2023, dự kiến sẽ có tổng cộng 15 khu tại Việt Nam, hướng tới các khu công nghiệp Việt Nam Singapore thế hệ mới, thông minh hơn, bền vững hơn. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hai nước chứng kiến lễ trao các quyết định, thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan, địa phương hai nước, đặc biệt là quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2. Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 95 và Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Liên quan đến những vấn đề như mức chiết khấu, thời gian điều chỉnh giá xăng dầu được các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đưa ra nhiều ý kiến. Ngay từ khi thị trường xăng dầu có nhiều biến động kể từ tháng 9 năm 2022, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đều cho rằng các quy định hiện hành tại Nghị định 83 và Nghị định 95 không có quy định về mức chiết khấu cho kinh doanh xăng dầu. Trong khi đó, các loại thuế phí chưa được điều chỉnh kịp theo những biến động của thị trường. Chính điều này đã gây khó cho họ. Thì thực ra rất là khó khăn trong cái vấn đề nguồn. Cái thứ hai là phải chiết khấu không đủ chi phí. Trong khi đó, thực ra là công ty xăng dầu khu vực 1 giao cho mình là cái giá chiết khấu bằng không tại kho Đức Giang. Thế mà từ Đức Giang mà lên Yên Bái thì cái nó là đường nó gọi là đường cao tốc, thì là lên đến Yên Bái đã là 450 đồng. Mà trong khi đó là lên tới đại lý hoặc là đến các mỏ khoảng tầm 750 đồng. Các chuyên gia cho rằng trong thời gian qua, thực chất của vấn đề chiết khấu là vấn đề chi phí ở trong công thức giá. Nhiều chi phí 6 tháng hoặc 3 tháng mới thay đổi một lần, do đó cần phải sửa đổi tần suất tính chi phí để đưa vào công thức để đảm bảo tính đúng và đủ. Thứ hai là nó cũng phải tính đến các quyền lợi của những khâu lưu thông, trong đó có khâu bán lẻ. Cái phần mà chúng tôi góp ý là thứ nhất là trong cái công thức giá thì cần phải tính toán đủ cho những cái lượng hàng mà nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tồn trữ, tức là tồn trữ đủ 20 ngày lưu thông, thì những cái hàng tồn kho 20 ngày lưu thông đó phải vẫn tiếp tục được tính giá ở trong cái giai đoạn mà điều chỉnh giá. Có nghĩa rằng là thay bằng cái việc chúng ta chỉ tính giá quốc tế 10 ngày thì chúng ta vẫn cứ phải giãn ra cho nó đủ 20 ngày ở mỗi lần điều chỉnh giá. Cái thứ hai nữa là những chi phí do cái tính biến động của thị trường nó rất nhanh, vì vậy là cái chi phí đấy nó cũng phải cập nhật rất là kịp thời.
Hiện Bộ Công Thương vẫn để hai phương án điều hành giá, một phương án quy định về giá chiết khấu cho hệ thống bán lẻ, phương án thứ hai là không quy định mức chiết khấu này đối với giá bán lẻ. Bộ này đang lựa chọn phương án thứ hai với lập luận tôn trọng quy luật thị trường, nhưng theo các chuyên gia, căn cứ này không phù hợp. Nếu mà nhà nước can thiệp trực tiếp vào cái định giá xăng dầu thì phải can thiệp cái giá chiết khấu tối thiểu cho bán lẻ. Có nghĩa là các doanh nghiệp bán lẻ phải được hưởng một cái phần chi phí hoạt động của mình, lợi nhuận chấp nhận được trong cái giá này. Còn ngược lại thì nếu mà nhà nước thả nổi, nhà nước cho doanh nghiệp định giá xăng dầu thì đấy cũng một giải pháp, thì có thể không cần ấn định. Nhưng mà rõ ràng là hiện nay cái cách thức can thiệp chỉ mới can thiệp đến doanh nghiệp phân phối mà điều đấy tạo ra những bất lợi cho doanh nghiệp bán lẻ. Hiện nay bản thân trong quy định về xăng dầu có những yếu tố phi thị trường và can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sửa đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu thời gian tới nên đi theo hướng thị trường hơn, minh bạch hơn. Sau khi có ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan và đăng tải trên cổng thông tin điện tử chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp các ý kiến góp ý và đề xuất phương án lựa chọn phù hợp nhất, trình chính phủ xem xét quyết định. Sau khi Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm chuyển thông tin tố giác của người dân về việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB bị hô biến thành hợp đồng bảo hiểm sang cơ quan điều tra, Manulife đã ra thông cáo liên quan đến sự việc. Manulife Việt Nam ghi nhận tình hình liên quan đến việc một số khách hàng không hoàn toàn hài lòng với trải nghiệm khi tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị có tên thương mại Tâm An Đầu Tư của Manulife Việt Nam được phân phối thông qua đối tác là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB nên đã yêu cầu hủy hợp đồng bảo hiểm trước hạn. Thông cáo mới đây của Manulife cho biết, trước đó Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết họ đã chuyển đơn tố giác của người dân liên quan đến việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng SCB sang Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an theo thẩm quyền. Sự việc bắt nguồn từ khi một số người dân gửi đơn tố giác lên Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm. Theo phản ánh, một số khách hàng đi gửi tiết kiệm tại SCB bị tư vấn viên chuyển sang mua gói bảo hiểm Tâm An Đầu Tư của Manulife. Sau khi đòi lại tiền gửi tiết kiệm, họ chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Trong thông cáo, Manulife bày tỏ cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xử lý các yêu cầu của khách hàng nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã ký kết với công ty Manulife Việt Nam. Trước đó, theo phản ánh, nhiều người dân cho biết việc gửi tiết kiệm đã bị nhân viên bảo hiểm tư vấn lập lờ thông tin. Theo đó, tư vấn viên của ngân hàng SCB và Manulife làm sai quy trình tư vấn cho khách hàng. Nhiều khách hàng được nhân viên chăm sóc khách hàng của ngân hàng SCB tư vấn bảo hiểm. Sau đó, người đứng tên ký hợp đồng lại là nhân viên bảo hiểm khác mà trước đó khách hàng không hề biết. Hồi tháng 10 năm 2022, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng người dân gửi tiền tiết kiệm bị biến thành bảo hiểm nhân thọ, Manulife đã hủy hợp đồng, trả lại tiền cho một số người dân. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý. Giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh ngày mai 11 tháng 2 được dự báo giảm theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 310 đồng một lít, giá xăng RON 95 giảm 400 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu hỏa được dự báo giảm 840 đồng một lít, dầu diesel giảm 1.300 đồng một lít, dầu ma rút giảm 390 đồng một kg. Nếu cơ quan điều hành không trích lập đồng thời chi quỹ bình ổn, giá xăng sẽ có thể giảm nhẹ hơn. Trường hợp dự báo trên chính xác, giá xăng sẽ có lần giảm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo Bộ Tài chính, việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Chính phủ, Quốc hội còn gặp nhiều vướng mắc do một số bộ ngành địa phương gửi Bộ Tài chính báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định. Số liệu thay đổi nhiều lần, gây khó khăn cho Bộ Tài chính. Từ thực trạng trên, Bộ Tài chính đề xuất, đối với quyết toán ngân sách địa phương, tại mỗi cấp ngân sách, Hội đồng Nhân dân họp để xem xét, phê duyệt quyết toán của ngân sách cấp tương ứng, không phê duyệt lại quyết toán ngân sách cấp dưới đã được Hội đồng Nhân dân cấp dưới phê duyệt. Đối với ngân sách trung ương, Quốc hội xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách trung ương, không phê duyệt lại quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng Nhân dân các cấp phê duyệt. Bộ Tài chính không thẩm định quyết toán của các bộ, cơ quan trung ương. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc bổ sung danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, danh mục được bổ sung gồm 4 đồ án: quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp sạch Sóc Sơn thuộc các xã Minh Trí, Tân Dân, huyện Sóc Sơn, quy mô 302,8 ha;
quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đông Anh thuộc các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, quy mô 300 ha. Ngoài ra còn quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Bắc Thường Tín thuộc các xã Liên Phương, Văn Bình, Ninh Sở, Văn Phú, huyện Thường Tín, quy mô 112 ha. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phụng Hiệp thuộc các xã Tô Hiệu, Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên và Dũng Tiến, huyện Thường Tín, quy mô 174,8 ha. Thời gian lập quy hoạch dự kiến kéo dài từ năm 2023 đến năm 2025. Nếu như năm 2022, nhiều người muốn mua xe Hyundai Santa Fe và nhận xe sớm hơn, phải chấp nhận tình trạng bia kèm lạc với mức chênh lệch 70 đến 90 triệu đồng một xe, thì ở thời điểm hiện tại, khách hàng còn được giảm tới cả 100 triệu đồng khi mua dòng xe này. Tại một số đại lý Hyundai ở Hà Nội, khách hàng mua xe Hyundai Santa Fe trong tháng 2 năm 2023 sẽ được giảm 100 đến 120 triệu đồng tùy phiên bản và đại lý. Ngoại trừ phiên bản dầu cao cấp được giảm nhiều nhất lên tới 135 triệu đồng, giúp giá xe chỉ còn 1 tỷ 240 triệu đồng. Ngoài ra, tùy đại lý và khu vực, khách hàng mua xe Santa Fe ngoài phần giảm giá xe còn được tặng kèm một số phụ kiện. Thị trường chứng khoán trong phiên hôm nay không tìm thấy động lực tăng khi thanh khoản tụt giảm mạnh, khiến hai chỉ số chính là VN Index và HNX Index có sức giảm khá mạnh khi kết thúc phiên. Dù hôm nay, khối ngoại đã trở lại mua ròng sau phiên bán ròng hôm qua, tuy nhiên, sức mua ròng này là khá thấp và không có nhiều sức mạnh để nâng đỡ thị trường chung. Sắc đỏ lan rộng ra nhiều nhóm cổ phiếu, trong rổ VN30 có 20 mã giảm giá và chỉ có 6 mã tăng giá. Tại nhóm ngân hàng, chỉ còn VCB và LPB tăng giá, BAB và VAB may mắn đứng ở tham chiếu. Tất cả 23 cổ phiếu ngân hàng còn lại ở chiều giảm giá. Chốt phiên giao dịch, VN Index giảm 8,73 điểm xuống 1.055,3 điểm. HNX Index cũng giảm 2,41 điểm xuống 208,5 điểm. Upcom Index tăng nhẹ 0,09 điểm lên 77,34 điểm. Ngày 9 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Giám sát Cơ quan Sáng kiến Chiến lược, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã dần vượt qua những cú sốc và dự kiến sẽ có một số tăng trưởng kinh tế vào năm 2023. Theo Tổng thống Vladimir Putin, bất chấp những gì mà ông gọi là âm mưu phá hoại một số ngành kinh tế của Nga, nền kinh tế Nga đã đối mặt với những mối đe dọa một cách thành công. Tuy không đưa ra các con số cụ thể về tăng trưởng kinh tế, nhưng Tổng thống Nga nói rằng Nga không chỉ vượt qua cú sốc mà còn dự kiến có tăng trưởng nhẹ trong năm nay. Tôi nghĩ rằng đối với một số quốc gia trong số các quốc gia đã và đang cố gắng đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế và các ngành cụ thể của chúng tôi, họ không nghĩ rằng chúng tôi có thể vượt qua. Hệ thống tài chính vẫn đang hoạt động, tất cả các ngành sản xuất vẫn đang hoạt động, tất cả các dịch vụ, chúng vẫn hoạt động ổn định mà không gặp sự cố. Nga không chỉ vượt qua tốt những cú sốc, mà thậm chí còn có một chút tăng trưởng. Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh trong cuộc họp rằng một số thương hiệu nước ngoài rời khỏi thị trường Nga đã và đang phải chịu tổn thất nặng nề, trong khi đó các doanh nghiệp Nga đã trụ vững và phát triển thành công. Tổng thống Nga đã chỉ đạo cơ quan sáng kiến chiến lược xây dựng một hệ thống lựa chọn và quảng bá các thương hiệu nội địa có triển vọng, đồng thời kêu gọi cùng nỗ lực tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ và sản phẩm sản xuất tại Nga không chỉ thành công ở thị trường trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt chống Nga. Một số nước tuyên bố đóng băng tài sản của Nga, nhiều thương hiệu rời khỏi nước này, nhưng nền kinh tế Nga nói chung cũng như thị trường nội địa của nước này vẫn hoạt động bình ổn. Thị trường du lịch nước ngoài của Trung Quốc vốn không hoạt động trong 3 năm qua đã nhanh chóng phục hồi khi nước này hạ cấp quản lý COVID-19, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới. Tại Trung Quốc, các đại lý và công ty du lịch trực tuyến bắt đầu cung cấp các chuyến bay cũng như gói khách sạn cho khách du lịch bắt đầu từ thứ Hai ngày 6 tháng 2 khi Trung Quốc nối lại các tour du lịch nước ngoài. Tổng cộng có 20 quốc gia nằm trong số những quốc gia đầu tiên nhận được các chuyến bay du lịch theo nhóm của Trung Quốc. Theo dữ liệu tìm kiếm do một nền tảng du lịch công bố, lượng đặt trước cho các gói du lịch nước ngoài theo nhóm, bao gồm các chuyến bay và khách sạn một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã tăng hơn 3 lần so với trong kỳ nghỉ. Điểm đến phổ biến nhất là Thái Lan, tiếp theo là Maldives, Ai Cập, New Zealand và Indonesia. Chúng tôi muốn đi du lịch đến các nước châu Âu và Mỹ. Hiện tại, đây mới chỉ là ý tưởng, nhưng khi có cơ hội, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức. Tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc, các đoàn du lịch đã bắt đầu hành trình sang Lào. Các đơn đặt trước đi du lịch nước ngoài của khách du lịch Côn Minh đã tăng 1.597% so với cùng kỳ năm ngoái trong kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân.
Thành phố Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng chứng kiến làn sóng lên kế hoạch cho chuyến đi từ khách du lịch và lượng tìm kiếm trực tuyến về các địa điểm đến nước ngoài tăng đột biến. Một công ty du lịch ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã nhận thấy số lượng cuộc gọi điện thoại tư vấn các tour du lịch nước ngoài tăng vọt, trong đó Thái Lan là điểm đến phổ biến nhất.